Thưa bạn 400 họ, thưa toàn thể đồng bào, các sĩ phụ yêu nước, ta Nguyễn Trung Trần là nghĩa quân của phối lãnh binh Trương Định. Nãy cho dù xa cơ đứng trước bờ sinh tử, thì ta xin thề dù cho máu đổ đầu rơi hay giá ngựa bọc thảy, ta cũng không bao giờ khuất phục. Và một lại này ta xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đến nơi này để tiễn biệt ta đi. Khi cả chưa thành lòng dương dân ai đi, phù cho sông núi còn tan thấp chia ly. Ta đào ngại hiểm nguy, chuyện sống qua nơi cuối đất cũng gần. Nhưng hỡi ơi anh hùng, hỡi bác chân, trời ơi ta tím mặt bầm gan, cái một dải gian sang còn ngập tràn trong máu lương. Một bước xa cơ lòng hận thầm chất chưa ta hận đến thiên thu chưa thỏa chỉ tan bồng. Hỡi các anh em nghĩa quân thèn trong trời đất, tiếng yêu lấy sơn ngà qua cơn vị cực lá lai. Hãy cùng ta thề xung trận hôm nay, hãy dung gươm lên phá tan bầy lang xoay. Hãy dũng liệt quê phong như lời ta muốn nói, núi hết lũ xâm lăng ra coi. Bằng tung cánh trời nam về trong gió núi mấy ngàn từng cây, chim tép trong tay tung hoành thiên hạ theo lớp quân đi, mang chi cả kiêu hùng. Khi bắt ngàn năm của dòng giống tiên rồng, kìa ánh lửa đêm rong bập cùng bên vách núi, hòa với mảnh trăng rừng lấp ló cuối trời xa. Tất cả vẫn còn sống mãi giữa tiếng ta, những năm tháng buồn ba nơi đường xa gian khổ. Dù lát nữa đây đầu trời máu đổ, nhưng hào khi dân Nam muôn và vẫn rạng ngời giờ chia phôi. Lòng đau nhớ thương về xa xôi, sầu chưa vui chi trải hơn ngàn đời. Nhớ nơi quê năm tháng.
giữa trời hiên ngang. Nhìn một cõi gian sang trong ngút ngàn sầu hận, ta đứng giữa bóng đường lòng chiếu nặng nỗi điền điên. Thương bà mẹ quê nghèo năm tháng quân chiến, dõi mắt trong con ngoài miền quan tây. Thương đoàn nghĩa binh ngày đêm khắc khoải, giữa rừng sâu trong nắng dài mưa dầm. Những cổ nước em bao giờ vũ sạch dân Nam mình một tiếng cách đinh đây. Ngã xuống hôm nay ta thề chung trên bắc quốc miền trung cực anh hùng, sống mãi ngàn năm.